Xin chào các bạn, mình là Hợp. Mình về được thêm cả mấy chiếc radio. Hôm nay mình sẽ quay thêm cả radio cho anh em và các chú các bác nếu mà trung niên tầm tuổi, trung niên thích radio thì vui lòng xem những cái video này xong, nếu mà thích thì gọi luôn. Vì mỗi mẫu này bên mình chỉ về được một chiếc thôi. Đây là một mẫu radio với cái hộp mới khá là đẹp và nhỏ gọn. Hộp của nó chỉ khoảng 10 cm x 10 cm. Chúng ta sẽ có ở đây là một cái khăn, và chúng ta sẽ có đây là một cái hộp trong, nó gọi là travel case. Ở dưới này thì các bạn sẽ có sổ đựng thẻ và chúng ta sẽ có là sách hướng dẫn sử dụng. Thì mình sẽ mở cái thẻ này ra, các cái thẻ này ra để cho anh em cùng view. Đó, chúng ta sẽ có đây là một cái thẻ nó nói về hướng dẫn sử dụng, và một cái thẻ thì nó sẽ chỉ ở đây là để chỉnh giờ. Đó, chiếc này thì mình mua là Grey Market cho nên là nó sẽ không có thẻ bảo hành, và nó sẽ là bảo hành tại bên mình, không phải bảo hành quốc tế. Và đây mình sẽ mở chiếc đồng hồ mà mình muốn giới thiệu đến anh em hôm nay. Các bạn sẽ thấy là cái hộp travel case này của Rado là cũng khá là đẹp, và chúng ta sẽ mở như này, nó đẩy cái miếng ở dưới ra đó, và sau đó là chiếc Rado Centric của chúng ta. Đây là một chiếc thuộc dòng Centric và chiếc này phải nói là kiểu dáng rất là hấp dẫn với các chú các bác tuổi trung niên, còn với anh em trẻ thì có thể là nó hơi dừ một chút. Chiếc này của chúng ta thì sẽ có mã là R3007952 đó. Chúng ta sẽ có là thân thép không gỉ, mạ PVD. Chúng ta sẽ có những cái thông tin khác ở đây như là kính sapphire này, chống lóa này, máy auto này, có cả titanium, có cả độ chống nước 33 và một vài những cái thông tin khác. Ở đây vẫn còn nguyên cái siêu đổi hàng ở bên Mỹ, và mình sẽ tạm bỏ mấy cái siêu này ra để sâu cho anh em cái sợi dây của nó, vì nếu mà không sâu cái sợi dây thì chiếc này hơi phí. Nói đến Rado thì chúng ta biết là Rado thì có công nghệ làm ceramic rất là tốt, và những cái chiếc Rado như chiếc Centric mình đang trên tay thì nó thừa hưởng từ cái điều đó rất là nhiều. Các bạn có thể thấy đây là một chiếc đồng hồ rất là bóng bẩy, nó sử dụng hai màu chủ đạo là đen và vàng để làm nên cái thiết kế của nó. Và thực sự là với một cái thiết kế bóng bẩy như vậy thì như các bạn thấy ở đây là chúng ta sẽ có một chiếc Rado với size là 39mm với cái thân tròn. Cái mặt kính của chúng ta là kính sapphire và nó tràn luôn ra cạnh đó. Ở dưới thì nó sẽ được tráng một lớp màu vàng để cho nó ánh lên vàng rất là đẹp nha. Mặt dial của chúng ta thì cũng là mặt dial đơn giản với 3 kim một lịch. Mặt của nó ở phía trong là mặt đen bóng, và chúng ta sẽ có logo Rado mỏ neo ở góc 12 giờ. Góc 6 giờ thì các bạn sẽ có dòng chữ là automatic, và chúng ta trên chiếc này thì nó sẽ sử dụng đó là 12 cọc số la mã được in trên mặt. Đó, và 12 cọc số này cũng được in màu vàng để cho nó tiệp màu và kết hợp màu tốt với cả cái thân và vỏ của chúng ta. Đó. Nói chung là chiếc Rado này thì mình đánh giá nó là một chiếc rất là tuyệt. Đó, các bạn có thể thấy là mỏ neo nó sẽ quay theo cái hướng của trọng lực này. Các bạn chỉ cần lắc một chút thôi. Chúng ta sẽ có dòng chữ automatic ở góc 6 giờ. Ở phía bên phải này thì như mình đang chỉnh, đó là một cái núm chính của chúng ta. Và cái núm chính này có logo mỏ neo của Rado ở phía trên. Toàn bộ phần thân bên thì được làm bằng thép không gỉ và sau đó được mạ vàng yellow gold PVD. Đó, nói chung là chiếc này kiểu dáng thì mình nghĩ là rất là khá là đẹp và ưng với cả những anh em mà tầm trung tuổi thì mình nghĩ là sẽ rất thích cái mẫu này. Chúng ta sẽ có sợi dây là sự kết hợp giữa hai chất liệu, đó là thép và ceramic. Ở cái chỉ giữa này của chúng ta màu đen bóng này, đó là ceramic. Còn các cái phần mà các bạn thấy là còn lại của chúng ta được mạ vàng thì nó sẽ là thép. Nó là thép không gỉ và sau đó được mạ vàng PVD. Cái phần dây ceramic với cái phần dây ceramic này thì nó sẽ khó xước rất là nhiều, cho nên là chúng ta có thể loại bỏ được rất nhiều những cái vết xước răm trong quá trình đeo và sử dụng của chúng ta. Và với cái công nghệ mà ceramic của Rado thì mình nghĩ là nó còn tuyệt vời hơn nữa. Đó. Mặt dial của chúng ta thì chắc cũng được phủ ceramic bóng đen, cho nên là mình cảm giác nó rất là tuyệt vời. Chiếc này có size 39 và nó có độ dày vào khoảng tầm 10.5mm. Ở mặt sau thì các bạn sẽ thấy đó là sự xuất hiện của bộ máy của chiếc này. Bộ máy trên chiếc này thì sử dụng đó là máy ETA, và chúng ta sẽ có 25 chân kính.
28.800 tần số động, và chúng ta sẽ có khoảng tầm 38 giờ tích cóp. Máy ở trên chiếc này sử dụng đó là máy ETA, và chắc là mình nghĩ là nó là cấp Erebor, với cấp Erebor sau đó được Rado căn chỉnh lại. Ở phía sau thì các bạn sẽ thấy những thông tin như là logo Radocentric này, độ chống nước 33 này, switch mate, serial number cùng với cái mã đầu của sản phẩm. Nói chung là đây là một chiếc đồng hồ rất là dễ đeo với cổ tay của người Việt Nam. Hiện tại đằng sau đang còn nguyên cái siêu ni lông cho nên mình không bóc ra, không tiện bóc ra. Đó. Như các bạn thấy ở đây mình sẽ quay cận cảnh cái bộ dây, và bộ dây thì nó làm nên cái vẻ đẹp của chiếc này rất là nhiều. Cho nên là chúng ta sẽ chú trọng vào cái bộ dây và cái chất liệu của bộ dây này. Như các bạn thấy là nó được làm bóng đẹp cực kỳ luôn. Đó, từ tất cả góc mình đều thấy là nó rất là tuyệt vời. Khóa của chúng ta thì như thường lệ của Rado sẽ là sự kết hợp giữa titanium và thép. Cái phần dưới này các bạn sẽ thấy nó được làm hoàn toàn bằng titanium để cho tránh cho những cái đầu khắc này của chúng ta này nó không bị mòn trong thời gian sử dụng. Bởi vì chất liệu titanium thì nó sẽ bền và bền bỉ hơn nhiều so với thép. Khi mà các bạn làm khóa này thì nó sẽ giảm thiểu tối đa cái phần mòn của cái phần khắc khớp nối này. Cho nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng lâu dài. Đó. Mẫu Rado này thì được bán với giá chính hãng cũng khá là cao ấy. Tuy nhiên là bên mình thì bán với mức giá là chưa đến 20 triệu so với mẫu này. Và đây là mức giá rất là tốt để sở hữu một mẫu mà đẹp như chiếc Radocentric này. Đó. Nếu như anh em có nhu cầu với chiếc này thì vui lòng liên hệ nhanh bên mình, nếu không là nó sẽ mất rất là nhanh. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.